Chào quý vị và khán giả đang xem trên kênh Nhà đẹp và thiết kế. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến quý vị và khán giả một mẫu nhà ống ở kết hợp kinh doanh 3,5 tầng. Đấy. Ngôi nhà này do Nguyễn Tất Nhiên tư vấn phong thủy và thiết kế ở tại Duy Tiến, Hà Lan cho nhà Bắc Bắc. Đấy. Và đây là ngôi nhà sau khi được bên mình lên 2D cũng như là 3D và hoàn thiện xong hồ sơ thiết kế. Và mình đã lấy hình ảnh để review và cho quý vị nào đang chuẩn bị làm nhà ống có video tham khảo. Đấy. Mẫu nhà này thì rất là phù hợp cho các bác nào đang có cái không gian nhà ống đất muốn xây nhà ống thì các bác có thể xem đến video này và các bác dừng chụp màn hình để có thể tự triển khai mẫu nhà luôn. Còn cẩn thận hơn thì các bác có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình để được Nguyễn Tất Nhiên tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp. Cũng như là các bác muốn tham khảo bản vẽ mẫu nhà này cũng có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và khán giả rất là nhiều. Đấy. Và đây là hình thức của ngôi nhà. Đấy. Ngôi nhà bên ngoài mặt tiền rất là đẹp luôn. Quý vị nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích video và một nút đăng ký kênh nhé. Cũng như là một nút chia sẻ video để nhiều người đang chuẩn bị làm nhà ống có thể xem đến video này của mình. Đó. Bây giờ mình xin mời quý vị và khán giả cùng xem một số hình ảnh bên ngoài mặt tiền của ngôi nhà. Đó, ngôi nhà ống với cái phong cách thiết kế tân cổ điển cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Thì đa số hiện nay thì các bác rất yêu thích cái mẫu nhà ống tân cổ điển và cái tông màu sơn trắng. Đấy. Màu sơn trắng này thì nó rất là phù hợp với nhiều mẫu nhà. Đấy. Nhiều bác cũng có thể sơn trắng được. Những ngày nó hắt nắng vào đây thì cái ngôi nhà sơn trắng này nó cực kỳ là nổi bật luôn. Đó. Và cũng như là sơn cái màu trắng này thì nó nắng nóng này thì nó không bao giờ bị, nó rất là hạn chế cái việc mà hấp thụ nhiệt vào trong ngôi nhà. Bây giờ mình mời quý vị và khán giả cùng chú ý vào màn hình để tham khảo đến cái không gian bên trong của ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì đang có tổng diện tích mặt tiền là 5m và chiều sâu của ngôi nhà đang có là 20m. Bên dưới tầng 1 sẽ là có khu bán hàng. Khu bán hàng này thì đang có diện tích là 39m2. Và bên trong sẽ là không gian bếp ăn. Không gian bếp ăn này thì đang có tổng diện tích là 21m2. Cạnh không gian bếp ăn thì sẽ có một khu sân ướt và cũng như là khu vệ sinh chung phía dưới tầng 1. Đấy. Khu sân ướt này thì bên trên tầng lửng ngắc xếp nó còn một cái khoảng giếng trời nữa. Cũng như là nó cái khoảng giếng trời đấy nó sẽ từ tầng 1 cho nên đến tầng 3 để nó đón gió cũng như là lấy ánh sáng. Nó tạo độ thông thoáng cho toàn bộ ngôi nhà. Đó. Đằng sau cuối cùng sẽ là không gian gara ô tô. Không gian gara này thì đang có tổng diện tích là 16.5m2. Lên đến tầng lửng gác xép, không gian phòng khách thì đang có tổng diện tích là 21m2 và có vệ sinh ở trên tầng lửng gác xép quý vị nhé. Đấy. Như ban đầu mình đã nói là cái khoảng phía đằng sau của vệ sinh của các tầng thì sẽ có một cái khoảng giếng trời như vậy. Đó. Phòng ngủ số 1 đang có diện tích 16.5m2. Đó. Và có view ban công về phía sau. Đó. Cực kỳ là mát luôn. Đấy. Đa số hiện nay thì các bác được thiết kế cái phòng ngủ rộng hơn so với ngày xưa. Một số bác là làm nhà ống phòng ngủ được 9-10m là nó rất là chật. Như hiện nay thì đã được cải tiến và sửa đổi để cái phòng ngủ trong một cái không gian nhà ống nó được rộng hơn và ngủ nó cũng thoải mái hơn, nó không bị bí bách nữa quý vị ạ. Bên trên không gian tầng 2 thì sẽ có ba phòng ngủ vệ sinh chung trên tầng 2 cũng là không gian phòng thờ. Đấy, không gian phòng thờ này thì đang có tổng diện tích là 10.7m2. Phòng ngủ số 2 đang có diện tích là 16.5m2 và view ban công về phía sau. Đấy. Cạnh phòng ngủ số 2 thì có vệ sinh chung trên tầng 2. Đấy. Phòng ngủ số 3 đang có diện tích là 15m2. Đó. Và đấy là không gian trên tầng 2. Bây giờ mời quý vị và khán giả chú ý vào không gian trên tầng tung cũng như là trên tầng 3. Không gian trên sân phơi thì đang có tổng diện tích trên sân phơi này thì là 46,7m2. Đấy. Không gian khu phơi cực kỳ là rộng quý vị nhá. Đấy. Cái khoảng này là cái khoảng giếng trời sẽ từ tầng 1 lên đến tầng 3 luôn. Đó.
Và đấy là toàn bộ công năng của cái mẫu nhà ống 3,5 tầng ở kết hợp kinh doanh này. Đấy. Các bác nào mà đang làm nhà ống, các bác có thể dừng lại để chụp lại màn hình để tự triển khai luôn. Còn các bác cẩn thận hơn, có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế cũng như là có nhu cầu tham khảo bản vẽ mẫu nhà thì xin liên hệ số điện thoại trên màn hình để được Nguyễn Tất Nhiên tư vấn phong thủy và thiết kế. Nếu như các bác thấy ngôi nhà này đẹp, cho mình xin một nút thích video và một nút đăng ký kênh cũng như là một nút chia sẻ video để nhiều người có mẫu nhà đẹp. Và video của mình đến đây là kết thúc và hẹn gặp lại quý vị và khán giả ở những video lần sau.